Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất. Sau đây là nội dung chi tiết. Ukraine lo Nga huy động 50.000 quân mở mặt trận mới để đánh chiếm Kharkov, Sumy. Các chuyên gia Ukraine tin rằng Nga có thể huy động tới 50.000 binh sĩ khi nước này mở mặt trận mới để đánh chiếm Sumy và Kharkov. Các lực lượng Nga được cho là đang tiếp tục khai thác các cơ hội để đạt được những lợi ích chiến thuật trong tuần qua, khi Ukraine mới chỉ bắt đầu nhận được một số lô hàng viện trợ quân sự đầu tiên của Mỹ. Đại tướng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố trong cuộc họp với giới lãnh đạo quân sự ở Moscow rằng lực lượng Nga đã chiếm giữ thêm 547 km2 lãnh thổ, chủ yếu ở vùng Donbass, miền Ukraine, kể từ đầu năm. Viện nghiên cứu chiến tranh, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington và chuyên bình luận về cuộc chiến ở Ukraine cũng đưa ra con số sát sao là 519 km2. Tuy nhiên, đáng ngại hơn, Ukraine cảnh báo rằng Nga đang tăng cường số lượng binh sĩ đáng lo ngại ở biên giới phía Bắc và các lực lượng của họ đang chuẩn bị để đối mặt với một mặt trận mới tiềm năng. Phó Giám đốc Tình báo Quân sự Ukraine Vadim Skibitsky tuyên bố, Nga có thể đang chuẩn bị mở một mặt trận mới nhằm chiếm Sumy và Kharkov, hai thành phố phía Bắc mà nước này đang từng không giành được vào tháng 2 năm 2022. Ông Skibitsky nói với The Economist rằng Nga đã tập trung 35.000 quân ở phía Bắc biên giới Ukraine và sẽ đưa họ vào Ukraine vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Nhà quan sát quân sự Ukraine Konstantin Mashovev ước tính con số này lên tới gần 50.000 quân. Các nghị sĩ Ukraine cũng trấn an dư luận khi xác nhận với Al Jazeera rằng Kiev vẫn duy trì hàng chục nghìn binh sĩ ở phía bắc đất nước, cách xa các mặt trận đang có giao tranh, chính xác là để đề phòng trường hợp Nga mở một mặt trận mới tại đây. Người trốn nhập ngũ có thể bị khóa tài khoản ngân hàng. Nghị sĩ Ukraine cảnh báo kịch bản khóa tài khoản ngân hàng và xử phạt bằng tài sản đối với những người trốn tránh nghĩa vụ quân sự khi chiến sự với Nga đang diễn ra căng thẳng. Ukraine có thể bắt đầu khóa các tài khoản ngân hàng và áp dụng các hình phạt đối với tài sản của những người cố gắng trốn tránh nghĩa vụ quân sự, nghị sĩ Andrei Osachuk cho biết. Ông Osachuk nói với giới truyền thông rằng biện pháp này có thể được áp dụng đối với những người trốn quân dịch theo luật huy động mà các nghị sĩ Ukraine đã bỏ phiếu thông qua vào tháng trước. Theo luật có hiệu lực vào khoảng cuối tháng 5, mức phạt cá nhân đối với hành vi vi phạm các quy định đăng ký thông tin với cơ quan quân sự đã tăng lên từ 17.000 hryvnia, tương đương với khoảng 430 đô la Mỹ, lên 20.500 hryvnia, tức là tương đương với 520 đô la Mỹ. Nghị sĩ nói, đây là một số tiền lớn đối với bất cứ người dân nào ở Kiev, và đối với những người sống ở một số thị trấn và làm má cấp tỉnh, đó là một số tiền khổng lồ. Ông cảnh báo, vì những hình phạt nặng như vậy, rất có thể chúng ta sẽ gặp phải tình huống mà những khoản tiền phạt này sẽ không được người dân nộp trên quy mô lớn, vì đơn giản là họ không có tiền hoặc sẽ không muốn làm điều đó. Trong tình huống này, Ukraine sẽ kích hoạt một cơ chế với những người không nộp phạt. Biện pháp này có thể dẫn tới việc chặn tài khoản ngân hàng và áp dụng hình phạt đối với tài sản thuộc sở hữu của những cá nhân vi phạm. Giải pháp này từng được đưa vào dự luật mà Quốc hội Ukraine bàn bạc vào năm ngoái nhưng bị phản đối vào thời điểm đó vì lo ngại đây là động thái vi hiến. Tuy nhiên, ông Osachuk cho biết, Ukraine sẽ triển khai một kế hoạch vào thời điểm hiện tại nhằm cho phép chính phủ chặn tài khoản của những người trốn quân dịch thông qua những biện pháp hoàn toàn hợp pháp về mặt nguyên tắc. Tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký luật huy động mới trong bối cảnh lực lượng ở Kiev ở tiền tuyến đang thiếu thốn. Đạo luật này hạ thấp độ tuổi huy động từ 27 xuống 25, gia tăng đáng kể quyền hạn của cơ quan tuyển quân và đưa ra các hạn chế khác nhau đối với những người trốn quân dịch. Bộ Ngoại giao Ukraine đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với những người Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ ở nước ngoài như một biện pháp có thể khiến họ buộc phải về nước để xử lý giấy tờ và thủ tục hành chính. Mỹ công bố viện trợ quân sự 400 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Tổng thống Joe Biden thông báo triển khai gói viện trợ quân sự thứ 3 cho Ukraine trong chưa đầy một tháng, có trị giá tối đa 400 triệu đô la Mỹ. Tôi đã ủy quyền cho Ngoại trưởng Mỹ chỉ đạo nỗ lực huy động tối đa 400 triệu đô la Mỹ thiết bị và dịch vụ quân sự của Bộ Quốc phòng để viện trợ cho Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết trong bản ghi nhớ được Nhà Trắng công bố hôm ngày 10 tháng 5. Đây là gói viện trợ quân sự thứ 3 cho Ukraine được Mỹ công bố trong vòng chưa đầy 3 tuần, sau hai gói hỗ trợ với tổng trị giá khoảng 7 tỷ đô la Mỹ được thông báo cuối tháng trước. Bản ghi nhớ không tiết lộ những khí tài sẽ được chuyển giao. Quan chức Mỹ giấu tên trước đó nói rằng gói viện trợ bao gồm các loại pháo, đạn cho hệ thống phòng không NASAMS và vũ khí chống tăng, xe thiết giáp và súng bộ binh có thể lập tức được chuyển đến chiến trường Ukraine. Gói viện trợ được triển khai theo quyền điều chỉnh nguồn lực tổng thống PDR,
Đạo luật cho phép chính phủ Mỹ linh động chuyển giao một số nguồn lực và thiết bị quốc phòng tồn kho cho đối tác trong tình huống khẩn cấp, không cần chờ Quốc hội chấp thuận. Chính quyền Tổng thống Joe Biden nhiều lần sử dụng PDR để viện trợ quân sự cho Ukraine. Động thái diễn ra giữa lúc Kiev thông báo Moscow đang mở chiến dịch tiến công nhằm vào tỉnh Kharkov ở đông bắc Ukraine. Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Sysky hôm 28 tháng 4 thừa nhận tình hình trên chiến trường đang tệ đi. Ông cho biết Nga đang dồn quân và tái tập hợp lực lượng trên chiến trường Kharkov. Nếu khu vực này thất thủ, đây sẽ là đòn giáng mạnh vào tinh thần của quân đội và người dân nước này. Trong gói viện trợ gần 61 tỷ đô la cho Ukraine được Quốc hội Mỹ thông qua tháng trước, khoảng 23 tỷ đô la Mỹ sẽ được sử dụng để bổ sung vào kho dự trữ vũ khí của Washington, tạo điều kiện để tiếp tục chuyển giao khí tài. 14 tỷ đô la Mỹ dành cho sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine, cho phép Lầu Năm Góc trực tiếp mua vũ khí từ các nhà thầu Mỹ và chuyển cho Kiev. 11 tỷ đô la Mỹ sẽ dành để tài trợ hoạt động quân sự hiện tại của Mỹ trong khu vực. Khoảng 8 tỷ đô la Mỹ dành cho hỗ trợ phi quân sự giúp chính phủ Ukraine duy trì các hoạt động cơ bản như trả lương và lương hưu. Tuy nhiên, nhiều quan chức và chuyên gia phương Tây vẫn cảnh báo những gói cung cấp vũ khí mới có thể không đủ để cản đà tiến quân Nga trong thời gian tới. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuần trước nói rằng quân đội Nga đang liên tục tiến công và gói viện trợ của Mỹ sẽ không thay đổi được cục diện chiến trường, nhấn mạnh điều này sẽ chỉ gây thêm đau khổ cho Ukraine và khiến nhiều người thiệt mạng hơn. Trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn đang diễn ra ác liệt trên các mặt trận, mới đây Liên minh châu Âu-EU đã nhất trí sử dụng hàng tỷ đô la Mỹ lợi nhuận từ tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị đóng băng ở châu Âu để hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Thông báo này được Bỉ, nước chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu-EU năm 2024 đưa ra vào ngày 9 tháng 5 theo giờ địa phương. Liên minh châu Âu-EU đã đồng ý xúc tiến kế hoạch dự kiến giải ngân khoảng 3,3 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho Ukraine. Số tiền này sẽ được sử dụng để hỗ trợ khả năng phục hồi và phòng thủ quân sự của Ukraine trong bối cảnh Nga triển khai nhiều chiến dịch tấn công. Đợt giải ngân tài chính hỗ trợ cho Ukraine đầu tiên dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới. Bà Ursula von der Leyen, người đứng đầu Ủy ban châu Âu cho biết, số tiền lợi nhuận từ tài sản của Nga bị đóng băng ở châu Âu sẽ hỗ trợ rất nhiều cho Ukraine và châu Âu. Không có công dụng nào lớn hơn đối với số tiền đó bằng việc biến Ukraine và toàn bộ châu Âu trở thành một nơi an toàn hơn để sinh sống. Sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, Liên minh châu Âu-EU đã đóng băng khoảng 215 tỷ đô la Mỹ tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga giữ trong khối liên minh này như một phần của lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow vì chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tuy nhiên, phương án tịch thu tiền và chuyển cho Ukraine đến nay vẫn bị loại trừ vì lo ngại nguy cơ có thể làm rung chuyển thị trường quốc tế và làm suy yếu đồng euro. Vì vậy, lãnh đạo EU quyết định nhắm tới lợi nhuận phát sinh từ số tài sản này. Thỏa thuận này vẫn cần các bộ trưởng Liên minh châu Âu-EU chính thức phê duyệt. 90% tiền lãi sẽ được chuyển đến Quỹ Cơ sở Hòa bình châu Âu dùng để viện trợ quân sự cho Ukraine, 10% còn lại dùng để hỗ trợ cho Ukraine theo những cách khác. Theo ước tính của Liên minh châu Âu-EU, lợi nhuận từ tài sản bị đóng băng của Nga tại châu Âu sẽ đạt tổng cộng 15-20 tỷ euro vào năm 2027.